Các bạn đang nghe truyện mắt cấp ngoan nhân trên kênh TV Audio CV. Chương 334, phong thần phương tri hành liếc nhìn thi thể của Nguyễn ứng thần, người chết chim hướng lên trời, mai rùa bên ngoài làn da của hắn đã không còn nữa, đương nhiên không cách nào xác minh cách nói của tế cẩu được. Đáng tiếc, không thể hỏi rõ ràng nội tình của hoa cô. Phương tri hành suy tư một lát rồi không nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng sờ sát và quét tước hiện trường. Đi, chúng ta phải đi tiêu diệt kính thủy sơn trang không để lại một chút hậu hoạn nào phương tri hành cất bước quay trở lại tế cẩu vội vàng đuổi theo nguyễn ứng thần đã chết người trong kính thủy sơn trang sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện sau đó đương nhiên sẽ báo lên cho nguyễn gia dù cho nguyễn ứng thần ở nguyễn gia không được cưng chiều đến đâu một đệ tử nguyễn gia mất tích một cách khó hiểu chắc chắn sẽ đưa đến nhiều sự chú ý và điều tra Phương Tri Hành đã từng xuất hiện ở kính thủy Sơn Trang, tất cả những ai đã từng nhìn thấy cậu đều phải bị diệt khẩu toàn bộ. Một lát sau, hai người bọn họ đi tới ngã rẽ. Ủa, sao ngươi lại quay về rồi? Hai thanh niên nhai lá cây kia có vẻ mặt kinh ngạc. Gâu. Tế cẩu một phân thành hai, đánh móc sau gáy. Dây lát sau đó, thế giới an tĩnh lại. Một người một chó uống lượng sông lên, dết về kính thủy sơn trang. Tế cẩu chia ra làm tám, nối đuôi nhau tiến vào giết sạch một đám. Phương Tri Hành giải quyết từng võ giả đại mãn cảnh bên trong trang này. Toàn bộ những người khác thì giao cho tế cẩu dọn dẹp sạch. Trầm Bên cạnh hồ trong hậu hoa viên, con quy xà mà Nguyễn ứng thần nuôi dưỡng lộn một vòng trên mặt đất. Phần đuôi bạch xà đã bị chém đứt. Đầu rùa cũng bị chém nốt. Phương Tri Hành thu hồi thính phong đao, xoay người rời đi. Lúc chạng vạn tối một con thuyền có mái che dừng sát ở một góc của hồ nước cách doanh trại rất xa phương tri hành và tế cẩu bước xuống thuyền bọn họ nâng mấy cái rương lên bờ giấu vào trong rừng cây rồi cuối cùng đục cho thuyền trầm xuống sau đó hai người bọn họ đi bộ đến doanh trại lúc bầu trời tối đen hai người bọn họ tìm được phu chèo thuyền chở bọn họ đến kính thủy sơn trang phương tri hành mở mắt ra xác nhận xung quanh không có ai rồi thi triển u ảnh ám hành lặng yên không một tiếng động tiếp cận phu chèo thuyền kia. Sau đó cậu tế ra một thiên sát trưởng. Bùng, phu chèo thuyền bất thình lình nổ tung, toàn thân hóa thành một đám mưa máu, im ắng rơi vào trong giữa hồ. Tiếp đó Phương Tri Hành tìm về ngựa của mình, lại mua một chiếc xe ngựa bình tĩnh trời đi. Nhoáng lên cái chính là ba ngày sau, Phương Tri Hành và tế cẩu trèo non lội suối, một đường trở về huyện thành Thánh Lâm. Ây, cuối cùng cũng về nhà. Tế cẩu ngồi trên xe ngựa, ngẩng đầu lên ngửi mùi quen thuộc trong không khí, kìm lòng không đậu lắc đuôi. Đói bụng à, Phương Tri Hành mỉm cười. Cậu tuân thủ hứa hẹn mang tế cẩu đi tiệm ăn, cho tế cẩu tự gọi món ăn một bữa cơm no nê. Một người một chó ăn no uống tốt, vô cùng thỏa mãn. Sau đó hai người bọn họ trở về biệt viện nha huyện. Thị nữ của cậu lập tức tiến lên đón, bẩm báo với cậu, có một thương nhân tên là diêu thiện thành đưa mấy cái rương lớn cùng với một bức thư đến phương tri hành gật đầu tính thời gian diêu thiện thành đi quận thành một chuyến một lần đi tới đi lui đại khái là trở về vào lúc này phương tri hành đi vào phòng mở thư của diêu thiện thành ra trước nội dung trong thư cơ bản là liệt kê thu chi gồm diêu thiện thành bán thiên sát thảo đi kiếm được bao nhiêu tiền chia thành bao nhiêu loại phương tri hành cũng không nhìn kỹ Lần này cậu dọn sạch kho tiền của Kính Thủy Sơn Trang, thu hoạch tương đối khá nên số tiền bán thiên sát thảo ngược lại không đủ để vào mắt. Cậu phân phó thị nữ chuẩn bị nước tắm. Sau đó cậu thoải mái tắm rửa một phen, nằm lên giường ngủ vững vàng. Sáng ngày hôm sau, Phương Tri Hành đi võ đài lộ mặt một phen. Bộ binh vẫn do Ôn Ngọc Đông phụ trách huấn luyện. Toàn bộ cung binh doanh đều như cũ, đâu vào đấy, không cần Phương Tri Hành phải bận tâm quá nhiều. Lúc mặt trời lên cao Phương Tri Hành gặp Đinh Chí Cương, hai người nói chuyện phím một hồi. Mấy ngày gần đây cũng không có chuyện lớn gì xảy ra. Tham Lan đã thất bại bỏ chạy và mang quân rút khỏi quận Thanh Hà, trốn vào trong rừng sâu núi thẳm co đầu rút cổ không chịu đi ra. Quận Thanh Hà vẫn là thiên hạ của môn Việt La Gia, không có gì thay đổi. Đệt mở nó sự thống trị của môn Việt vững chắc ghê, không thể lay động nổi. Tế cẩu cảm thán không thôi. Lần này đi xa nó được mở mang tầm mắt, cảm xúc thâm hậu. Phương Tri hành động tình cực kỳ, gật đầu đáp, mày cũng thấy là thực lực của đệ tử môn việt rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào rồi đấy. Đánh không thắng người ta, nói cái gì cũng đều vô dụng. Ừm, chúng ta cũng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Tế cậu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu hỏi, lại nói, nhanh nhẹn của mày cường hóa đến trình độ nào rồi? Phương Tri hành trầm ngâm nói, còn chưa đến cực hạn. Nào, chúng ta đi đúc binh đường. Một người một chó rời khỏi nha huyện nhanh chóng đi tới tuyên võ cát, tiến thẳng đến mật thất. Không cần suy nghĩ nhiều, Phương Tri Hành đứng ở trước kệ sách ảnh báo. Sau khi chờ một lát, điều kiện mắc cấp của từng môn công pháp hệ ảnh báo lại xuất hiện lần nữa. Điều kiện để đạt tới vân long tam chiếc viên mãi, một, đống một cây trúc trăm năm trở lên, chưa hoàn thành. Hai, hoàn toàn leo lên kiến trúc có đạo cao từ 10 mét trở lên, một lần, chưa hoàn thành. Quả nhiên, điều kiện để đạt tới LTV, ân long tam chiếc viên mãn không chỉ thiếu đi một cái mà cấp bậc độ khó càng giảm mạnh nữa. Điều kiện để đạt tới ngự phong thối viên mãn, một, cánh của dị thú cấp 3, một cặp, chưa hoàn thành. Hai, đá gãy ba cái cây to ba người ôm hết, chưa hoàn thành. Điều kiện để đạt tới lan hành thiên lý viên mãi, một, chân của tật phong lan, sáu cái, chưa hoàn thành. Hai, mô phỏng tiếng sói tru dưới ánh trăng, 10 tiếng, chưa hoàn thành. Phương Tri Hành nhìn chầm chầm giao diện hệ thống, tầm mắt đảo qua điều kiện mắc cấp của mỗi một môn công pháp. Tế cẩu cũng đang nhìn, đột nhiên nó ngạc nhiên nói, kể eh không phải chứ, toàn bộ đều chỉ có hai cái điều kiện mắc cấp thôi kìa. Phương Tri Hành xem một mạch đến cuối cùng, gật đầu nói, đúng thế thật, điều kiện mắc cấp của mỗi một môn công pháp đều chỉ có hai cái thôi. Tế cẩu đề nghị, trong tình huống số lượng điều kiện giống như nhau cứ chọn môn võ công nào có độ khó hoàn thành khá lớn mà luyện phương tri hành bật cười nói không cần đâu bởi vì những điều kiện này tao cũng có thể không bước ra chân khỏi nhà hoàn toàn dựa vào dùng tiền là có thể hoàn thành được tế cậu nhất thời cạn lời phương tri hành cười ha ha nói hách lớn nhất trong cuộc sống hẳn là năng lực của đồng tiền mới đúng cậu không hề chọn tới chọn lui tùy tiện tuyển một môn long thần thối để luyện. Sau đó cậu đi đến khu nội vụ, tìm được tiểu trợ thủ không khéo của mình là Trần Bình. Dưới sự dẫn dắt của cậu Trần Bình đã lên chức làm đại tổng quản khu nội vụ. Thật ra thì chỉ là chuyện một câu nói mà thôi, Lư An phủ không dám không nể mặt Phương Tri Hành. Tiểu nhân bái kiến thống lĩnh đại nhân. Trần Bình cười rạng rỡ, cúi đầu không lưng, cung kính cực kỳ. Lấy lý lịch của hắn có khi suốt cả cuộc đời hắn cũng không bò lên trên vị trí đại tổng quản được. Thế nhưng cố tình thời cơ tiến đến, hắn đi theo phương tri hành lăn lộn, dần dần trở nên có mặt có mũi hơn. Phương tri hành trực tiếp phân phó, ta cần chọn mua một cặp cánh của dị thú cấp 3, cho dù là dị thú giống gì cũng được. Trần Bình chăm chú ghi nhớ rồi nói, sau khi tiểu nhân thăng lên làm đại tổng quản, con đường có thể tiếp xúc được cũng trở nên nhiều hơn. Ngoại trừ thương lộ là sơn trang bùi thị ra thì còn có các thương lộ khác như cửu đường ốc, thịnh bảo cát, cũng có thể tiến hành chọn mua. Phương Tri Hành vui mừng quá đổi, cười nói, tốt, ngươi xem rồi sắp xếp đi. Không cần lo lắng về giá cả, nhà nào có tốc độ nhanh nhất thì chọn mua nhà đó. Trần Bình nhanh chóng sáng tỏ trong lòng. Kế tiếp chính là đã chờ đợi. Phương Tri Hành bắt đầu cuộc sống nhàn nhã. Ba ngày rảnh rỗi không có việc gì, buổi tối đến gánh hát nghe hát. Ngày trôi qua từng chút một. Phương Tri Hành sắp ngủ hết toàn bộ các cô nương trong hàm hương lâu một lần rồi. Đương nhiên, hoa khôi tố nương mới là người cậu thích nhất. Bàn về độ mướt, tố nương hơn xa các cô nương khác, khiến người ta lưu luyến quên về. Nhán lên chính là nửa tháng trôi qua. Buổi chiều một ngày nọ, Trần Bình đưa tới tin tức tốt. Lần này vẫn là Sơn Trang Bùi Thị lấy được đơn đặt hàng bọn họ săn giết được một con, hắc lân chuẩn ưng, bẻ gãy hai cánh của nó rồi đóng băng đưa tới. Cuối cùng cũng đến. Trong lòng Phương Tri Hành vui cực, lập tức chạy đi đúc binh đường thu hàng. Đập vào mắt là một cái rương với độ dài vượt quá 4 mét, bên trong đựng rất nhiều khối băng, đang bốc lên từng luồng hơi lạnh. Bên dưới khối băng là cặp cánh thon dài bị bao lại, lông vũ vô cùng thần dị, trong suốt ống ánh giống như là ngọc đen. Một, cánh của dị thú cấp 3, một cặp, đã chuẩn bị, có hoàn thành hay không? Đột nhiên, giao diện hệ thống lấp lóe ánh sáng. Ừm, quả nhiên là cánh của dị thú cấp 3. Phương Tri Hành cười thỏa mãn. Cậu ôm cái rương dài bỏ lên xe ngựa, cấp tốc rời khỏi đúc binh đường. Tế cậu nhìn cái rương dài nhắc nhở, mày mang theo thứ lớn như vậy ra vào nha huyện rất dễ bị người khác chú ý, còn có, đây là hai cái cánh chim, người khác sẽ nghĩ xem mày dùng nó để làm gì thứ nhất thịt dị thú không thể ăn thứ hai mày cũng sẽ không luyện chế nhục đan cho nên mày dùng nhiều tiền mua hai cái cánh chim làm gì thế quá khả nghi luôn đấy phương tri hành cười nói không hề khả nghi không phải còn có mày à nếu người khác hỏi thì tao trả lời là cho chó ăn tế cẩu nhất thời không phản bác được nghe răng nói tao có tài đức gì mà ăn nổi cánh chim mắt như vậy chứ Phương Tri Hành cười ha ha nói, tao thương mày, không được à. Tế cẩu buồn nôn nổi da gà. Một người một chó nhanh chóng trở về trong biệt viện. Phương Tri Hành ôm cái rương dài tiếng vào trong phòng, thành thạo đóng cửa kỹ càng. Tế cẩu hỗ trợ trong cửa. Thu. Phương Tri Hành mở cái rương ra, tay phải đặt lên cánh chim, suy nghĩ chợt lóe lên, bỗng dưng hai cái cánh bị đóng băng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được héo rũ, khô quắt mất đi toàn bộ sức sống hóa thành một đôi tro tàn màu đen chìm xuống đáy cái rương đã hoàn thành điều kiện để đạt tới phong thần thối viên mãn có thăng cấp hay không có phương tri hành không hề chần chờ bình tĩnh nhắm hai mắt lại trong lúc nhất thời đầu phương tri hành hơi căng lên lượng lớn ký ức và cảm giác tu hành phong thần thối cuộn trào mãnh liệt lao đến giống như hồng thủy vậy cùng lúc đó trong hư không một dòng nước ấm thần bí chảy vào trong cơ thể của cậu rắc rắc, toàn thân Phương Tri Hành rung nhẹ nhẹ, hai chân tự nhiên thẳng băng, cơ thịt ở bắp chân cấp tốc phát triển, trở nên càng thêm to lớn. Hai chân của cậu cấp tốc ấm lên, phát nóng. Cơ bắp trên hai chân dần dần dày lên, xương chân trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Giây lát sau đó, Phương Tri Hành tỉnh táo lại từ cơn ảo mộng kỳ diệu. Cậu lập tức cảm giác được hai chân truyền đến cảm giác đè ép. Chân của ta to hơn hẳn một vòng lận. Phương Tri Hành dơ hai chân lên, phát hiện ngón cái dưới chân thế mà lại căng rách dày, thò ra bên ngoài. Cậu dứt khoát xé giày ra và đứng lên, nắm quả đấm lại. Ừm, sức mạnh lại tăng trưởng nữa, tương đương với 2.000 cân nhỉ. Khóe miệng Phương Tri Hành hơi cong lên, lúc này hẳn là sức mạnh của cậu đạt đến 9 vạn 5 ngàn cân. Tiêu chuẩn của đệ tử môn Việt là 10 vạn cân, ta cũng kém không nhiều nữa. Phương Tri Hành hít sâu một hơi, đi vài bước ở trong phòng. Quầy, cảm giác cơ thể của ta nhẹ nhàng quá. Phương Tri Hành vui mừng quá đổi, hai chân của hắn trở nên phá lệ hữu lực, đi bộ như gió. Phong thần thối, viên mãn. Kỹ năng bộc phát, toàn phong cước, level, 3, kỹ năng bộc phát, phong thần vô ảnh, level, 3, chật chật, lại là hai cái kỹ năng bộc phát. Phương Tri Hành không buồn không vui, đẩy cửa đi ra ngoài tiến vào trong sân cậu cẩn thận đưa mắt nhìn quanh một vòng trước, xác nhận xem xung quanh có ai theo dõi cậu hay không. Kỹ năng bộc phát phong thần vô ảnh. Phương Tri Hành đột nhiên động, chỉ thấy áo bào trên người cậu không gió mà bay. Cả người giống như hóa thành một ngọn gió di động rất nhanh, cấp tốc dịch chuyển, mềm mại tự tại, nhanh chóng vô cùng. Nhanh quá đi. Tế cậu trừng lớn mắt chó, trong mắt phát run mãnh liệt mà vẫn chỉ thấy được bóng mờ hoàn toàn mơ hồ không bao lâu sau phương tri hành ngừng lại trên mặt hiện lên vẻ phấn chấn lớn lao cậu vui vẻ cảm thán nếu bây giờ tao đánh với nguyễn ứng thần một trận có khi hắn ta không nhanh bằng tao đâu tế cẩu đáp ừm so với nguyễn ứng thần mày ăn mệt ở chỗ tốc độ hơi hơi bị đè một đầu phương tri hành chuyển hướng tế cẩu nhìn kỹ giao diện hệ thống của nó đừng xem tao chẳng tăng lên cái gì sất vẻ mặt tế cẩu bất lực không thể làm gì được Lần này phương tri hành tăng lên, tu vi vẫn ngừng lại ở nhị cầm cảnh viên mãn, đối với tế cẩu tương đương với không có bất kỳ biến hóa nào. Phương tri hành cười nói, mày đừng vội, tao sắp tăng lên đến tam cầm cảnh rồi, rất nhanh thôi. Tế cẩu thấy khó chịu trong lòng, bèn đáp, thật ra thì tao không vội vã chuyện này lắm, cái tao cần nhất hiện tại là thời gian. Chỉ cần cho tao đầy đủ thời gian, chờ tao tiến hóa thành dị thú cấp 3 rồi thực lực của tao chưa chắc đã yếu hơn mày bao nhiêu. Phương Tri Hành nhướng mày nói, ngày nào mày cũng ăn nhục đan, trưởng thành có chậm đâu. Tế cẩu không nói gì. Trong lòng của nó rất nhẹn khuất, mắt mở trừng trừng nhìn Phương Tri Hành đột nhiên tăng mạnh mà nó lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ, khó chịu vải trưởng luôn ấy. Tâm trạng Phương Tri Hành rất tốt, phấn chấn nói, đi, làm thêm một công pháp nữa. Tế cẩu kinh ngạc nói, không phải chứ, nhanh nhẹn của mày còn có thể tăng lên được à? Phương Tri Hành lắc đầu nói, đã đến cực hạn rồi. Sức mạnh là trung tâm của tao, nhanh nhẹn chỉ là phụ trợ, hai môn công pháp đã tiêu hao hết toàn bộ tiềm lực rồi. Tế cậu suy nghĩ một chút, phân tích, cường hóa nhanh nhẹn tổng cộng tăng 5.000 cân sức mạnh, vậy lại cường hóa thêm một điểm thì sức mạnh có thể phá 10 vạn thôi. Phương Tri Hành vô cùng đồng tình, tràn ngập chờ mong cười nói, nếu như tao có sức mạnh 10 vạn cân, hẳn là có thực lực đánh với đệ tử môn việt một phen rồi đúc binh đường phương tri hành bước đến tuyên võ cát đi thẳng vào trong mật thất tế cậu ngẩng đầu nhìn bốn hàng giá sách truyền âm đến mày đã hoàn thành cường hóa sức mạnh và nhanh nhẹn kế tiếp là đối với cái này trong lòng phương tri hành đã sớm có kế hoạch cậu không chút do dự trực tiếp đi tới trước kệ sách linh viên trầm ngâm nói kế tiếp tao muốn cường hóa độ bền dẻo phòng ngự đặt xuống cuối cùng tế cậu hiểu suy nghĩ của Phương Tri Hành. Dù sao hách của Phương Tri Hành quá bất rồi, lại có thể thông qua hợp thành mũi tên cấp 2 để nháy mắt thiết lập cơ thể một lần nữa, khiến cậu không e ngại bất kỳ thương thế nào. Kiểu gì cũng đánh không chất, thật ra thì đây mới là phòng ngự kinh khủng nhất, tế cậu nhìn giá võ công bí tịch, kinh ngạc nói, sao công pháp hệ linh viên ít thế nhỉ, chỉ có 5 bản thôi. Phương Tri Hành không quá để ý điểm ấy, đáp lời nó, đủ rồi, năm công pháp đủ để tao cường hóa độ bền dẻo đến cực hạn rồi. Tế cậu nghĩ lại thì thấy cũng đúng, không nói nhảm nữa, nằm sấp xuống chờ ở cửa. Không bao lâu sau, Phương Tri Hành bỗng nhiên cúi đầu. Giao diện hệ thống lấp lóe ánh sáng. Quét ra. Điều kiện để năm công pháp hệ linh viên đạt đến viên mãn lại đổi mới một lần nữa. Điều kiện để đạt tới linh viên vọng nguyệt, hiến thủy thiên viên mãn, một, bắt sống một con dị thú loài vượng cấp 3, hoặc là săn giết hai con dị thú loài vượng cấp 3, chưa hoàn thành. 2. Vào đêm trăng tròn, quan sát viên vương cấp 3 vái trăng, một lần, chưa hoàn thành. 3. Thu thập nguyệt tinh quả, 10 quả, chưa hoàn thành. 4. Tìm đại thụ cao không dưới 50 mét, leo lên leo xuống hơn 100 lần, chưa hoàn thành. Điều kiện để đạt tới mãn xà kình viên mãn, 1. Săn giết một con dị thú loài rắn cấp 3, chưa hoàn thành. 2 tùy ý ghiền chết 10 sinh mạng, chưa hoàn thành. 3. Thu thập huyết lan thảo, 10 cây, chưa hoàn thành. 4. Ngủ với tư thế khoanh tròn hơn 15 đêm, chưa hoàn thành. Điều kiện để đạt tới kim xà cùng vũ tam thập lục thức viên mãn, 1. Bắt được hoặc săn giết một con kim linh mãn, chưa hoàn thành. 2. Lẻn vào ổ rắn, quan sát xà vương quyết tử tranh đấu với nhau, chưa hoàn thành. 3 mô phỏng theo động tác của ít nhất 10 loại dị thú loài rắn, chưa hoàn thành. Điều kiện để đạt tới giảo thố nhu cốt tỏa viên mãn, 1. Săn giết một con dị thú giống được loại thỏ cấp 3, chưa hoàn thành. 2. Chỉ lấy phương thức nhúng nhảy trốn tránh được sự vồ giết của một con mảnh thú cấp 3, một lần, chưa hoàn thành. 3. Chế tạo hơn 3 cái hang động có thể ẩn thân được ở ngoài nơi hoang dã, chưa hoàn thành. 4 dùng phương pháp lạ để nắm giữ xương quai xanh của sinh vật giống cái ít nhất 3 ngày, chưa hoàn thành. Điều kiện để đạt tới thải hí sư, ảo thuật ám sát viên mãn, một Sắm vai một người làm siết giang hồ, thời gian không ít hơn 18 ngày, chưa hoàn thành. 2. Ám sát hơn 3 sinh mạng cùng cấp bậc không thể bại lộ, chưa hoàn thành. 3. Học được ảo thuật, thần tiên sách, chưa hoàn thành. Phương tri hành quét mắt qua. Ừ, có 3 công pháp là 4 cái, hai công pháp còn lại chỉ ba cái. Như vậy, Liêm, xà cùng vũ tam thập lục thức và lợt thờ thờ, ải hí sư, ảo thuật ám sát trực tiếp bị đào thái. Tiếp đó Phương Tri Hành lại so sánh ba công pháp với nhau, phát hiện độ khó để hoàn thành mấy điều kiện mắc cấp đó cũng không thấp. Ví dụ Lem, viên vọng nguyệt, hiến thụy thiên thế mà lại yêu cầu, quan sát viên vương cấp ba vái trăng, một lần. Viên vương cấp ba là vua của bầy vượng, thực lực có khi đã đạt đến tứ cầm cảnh thậm chí là ngũ cầm cảnh. Lại gần một con viên vương không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Lại ví dụ, điều kiện để LTM, ản xà kình viên mãn cũng rất hà khắc. Nghe đồng loại linh dược, huyết lang thảo, là vật mấu chốt để dị thú loài rắn tiến hóa huyết mạch. Chỉ cần là nơi có, huyết lang thảo, sinh trưởng thì chắc chắn sẽ tụ tập rất nhiều mảng xà bảo vệ. Đồng thời, huyết lang thảo, trùng hợp nở hoa vào kỳ giao phối của bầy rắn. Điều này dẫn đến bất kỳ một ai muốn ngắt lấy, viết lan thảo, đều chắc chắn sẽ bị bầy rắn công kích. Còn có, ly, ảo thố nhu cốt tỏa cũng vô cùng gây khó dễ cho người khác. Chỉ cho phép lấy phương thức nhún nhảy trốn tránh được sự vồ giết của một con mảnh thú cấp 3, con bà nó. Phương Tri Hành chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy cố sức. Con người dù sao cũng là sinh vật hai chân, nhảy lên một lần hai lần không thành vấn đề, thế nhưng hoàn toàn di chuyển với phương thức nhún nhảy, coi như là võ giả mạnh mẽ cũng không gánh được. Chớ đừng nói đến đằng sau mông còn có một con dị thú cấp 3 đang đuổi theo giết nữa. Tế cậu nháy mắt mấy cái, dáng vẻ như là đang xem kịch vui. Trước đó luôn luôn có một võ công có điều kiện mắc cấp nhiều hơn những võ công khác, lần này thì không giống. Nó truyền âm hỏi, sao đây, chọn cái nào giờ? Phương Tri Hành phân tích, độ khó điều kiện của ba công pháp có thể lựa chọn thật ra thì kém không nhiều lắm nhưng tao càng có khuynh hướng ltm ảnh xà kình tế cẩu nhìn bốn điều kiện của mảng xà kình chần chờ hỏi tại sao phương tri hành trả lời điều kiện khó hoàn thành nhất của linh viên vọng nguyệt và Giảo thố nhu cốt tỏa đều cần tao tự đi làm chỉ có mảng xà kình là có khả năng dùng tiền hoàn thành được tế cẩu đã hiểu gật đầu nói cũng đúng trên thị trường chắc chắn có bán Khuyết Lan Thảo, ừm, đúng là tao nhìn vào điểm đó đấy. Phương Tri Hành gật đầu, trong lòng nhanh chóng có tính toán. Phòng thu chi nha huyện, quản gia Ôn Dục Văn ngồi trước bàn, trong tay cầm bút, đang tính toán lại một đống sổ sách. Lúc này một người vội vã tiến đến, không gõ cửa. Cha, con có việc muốn nói với ngài. Ôn Dục Văn đưa mắt nhìn, thấy con trai Ôn Ngọc Đông bước nhanh tới. Ôn Ngọc Đông liếc sang cái ghế trước bàn đang định ngồi xuống. Nhưng hắn đột nhiên dừng lại, móc một cái khăn tay ra khỏi ống tay áo cẩn thận lau chùi chỗ ngồi và tay viện. Hắn lau qua lau lại ba lần rồi mới ngồi. Ông Dục Văn nhìn một màn này, im lặng thở dài. Chuyện gì khiến con gấp thành như vậy, hắn đặt bút xuống, nâng chung trà lên. Ông Ngọc Đông móc một tờ giấy ra, bày lên trên bàn. Đây là cái gì? Ông Dục Văn đưa mắt nhìn, sắc mặt chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm con trai. Ông Ngọc Đông nghiêm túc nói, đây là danh sách tiêu dùng của Phương Tri Hành trong khoảng thời gian gần đây. Hắn chẳng những trắng trợn mua rất nhiều vật tư quý trọng mà còn hay ra vào động tiêu tiền như hàm hương lâu, tiêu dùng to lớn, khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Ông Dục Văn hơi hiếp mắt lại, đặt chén trà xuống nghiêm túc nói, con muốn nói cái gì? Ông Ngọc Đông cười lạnh nói, cha, ngài không cảm thấy kỳ quái à? phương tri hành xuất thân phổ thông không bất kỳ bối cảnh nào thu nhập của hắn vừa xem hiểu ngay thử hỏi hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cung cấp cho hắn tiêu xài kiểu đó ông dục văn rơi vào trầm mặc thật lâu sau vẫn không nói gì ông ngọc đông kiên nhẫn nhìn phụ thân trong lúc nhất thời cũng không tiếp tục nói chuyện nữa sau một lúc lâu vẻ mặt ông dục văn khôi phục bình thường chậm rãi hỏi con điều tra phương tri hành làm gì ông ngọc đông nhướng mày nói cha cái tên phương tri hành này chắc chắn có vấn đề lớn hơn nữa vấn đề của hắn vẫn còn rất rõ ràng con không nên điều tra à ông dục văn lạnh lùng liếc nhìn con trai trầm giọng nói con là thuộc hạ của phương tri hành mà lại dám phạm thượng con đây là đang phạm tội có hiểu không sắc mặt ôn ngọc đông không đổi kiên trì giữ ý kiến của mình cha phương tri hành đức không xứng vị con muốn kéo hắn ta xuống vị trí đại thống lĩnh Trầm, ôm dục văn vỗ mạnh lên bàn, cả giận nói, làm càng, cái gì gọi là đức không xứng vị. Phương tri hành người là huyện lệnh đại nhân tự tức nhắc lên, hắn xứng hay không, con có thể tùy tiện nghị luận được chắc. Khóe miệng ôn ngọc đông miếm chặt. Hắn siết chặt nắm đấm, vẻ mặt không phục. Ôn dục văn thấy vậy, thở dài một hơi nói, mặc kệ con có thích phương tri hành hay không, con đánh không lại hắn thì muốn chịu phục con và phương tri hành đều không phải đệ tử môn phiệt giữa các con ai mạnh hơn thì người đó là lão đại con không phục cũng phải phục trên trán ôn dục văn hằng đầy gân xanh hắn cúi đầu đứng dậy buồn bực không nói gì đi ra phòng thu chi ông dục văn nhìn theo hồi lâu sau hắn cầm tờ giấy trên bàn lên nhìn kỹ lông mày dần dần cao lại thật chặt chạng vạn phố bình an vô cùng náo nhiệt phương tri hành và tế cẩu đi qua đường phố đến trước ngoài cửa lớn hàm hương lâu. ui cha thống lĩnh đại nhân tới rồi. tú bà uốn éo vòng eo vội vàng chạy đến nhiệt tình hoan nghênh. phương tri hành cười hỏi tố nương đâu. tú bà trả lời tố nương biết ngài muốn tới từ chối tất cả khách nhân chỉ chờ mỗi mình ngài thôi đấy. phương tri hành gật đầu đi vào trong lầu mỗi lần lên mười bậc thang thẳng đến lầu ba. ể người nọ là ai mà trâu bò thế lại có thể tùy ý ra vào sương phòng của tố nương luôn. Ơ, ờ, ngươi không biết à? Trước kia ta chưa từng nhìn thấy hắn, xin hỏi hắn là công tử gia nhà nào thế? Vị đại gia này chính là thống lĩnh đại nhân mới nhậm chức phương tri hành. Bây giờ người ta là nhân vật số 2 của huyện Khánh Lâm, gần với huyện lệnh đại nhân. Mọi người nghị luận ầm ĩ, khuôn mặt tràn đầy vẻ kính nể. Lúc này Phương Tri Hành không dám nói các thanh danh lan xa, nhưng ít nhất ở trong huyện thành là thanh danh vang dội nổi danh có tiếng phương tri hành nghe thấy trong lòng hoàn toàn thoải mái lập tức đi vào phòng bao lớn phương thống lĩnh tố nương ra đón hiện giờ cô mặc một bộ nghe thường màu xanh biếc thức tha lả lướt làm nổi bật lên đường cong trên cơ thể cô vẻ quyến rũ vần quanh vô cùng mê người phương tri hành mỉm cười vui vẻ ôm eo của tố nương nào nào ta biên soạn một ca khúc mới. Để ta đàn cho ngài nghe thử nhé. Tố nương lôi kéo Phương Tri Hành ngồi xuống trước bàn đặt đàn, mười ngón tay thon lay động, tiếng đàn duyên dáng lập tức quanh quẩn bên tai. Bỗng gấp gáp như lôi điện mưa gió, bỗng lại như tơ nhện tung bay. Chốc lát sau tố nương nâng hai tay lên, ngẩng đầu cười hỏi, ngài thấy thế nào? Phương Tri Hành gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái khen, tri âm tri kỹ, cũng không hơn gì cái này tố nương tức khắc bật cười vui vẻ. Hai người nói về chuyện đàn hát một lúc thì bỗng nhiên thay đổi chủ đề, cô nói, ta nghe nói, hội võ Thanh Hà, sắp được tổ chức, ngài có đi tham gia không? Hội võ Thanh Hà Phương Tri Hành nhướng mày, hắn nghe thấy người ta nói đến cái này không chỉ một lần. Tố Nương cười nói, hội võ Thanh Hà ba năm cử hành một lần, chính là một hội thịnh sự võ lâm vô cùng to lớn. Ta nghe nói võ giả lọt vào ba vị trí đầu lúc này, nếu là nữ tử thì sẽ có cơ hội gả vào môn phiệt la gia. Nếu là nam tử, thì có cơ hội ở rễ môn phiệt la gia đấy. Phương Tri Hành không khỏi rơi vào trầm ngâm. Ở rễ, tế cẩu nằm úp sấp trên thảm trải sàn tự kiếm trò vui để chơi đột nhiên giật mình, tầm mắt đặt lên trên người Phương Tri Hành. Nó không ngừng truyền âm đến, cái này có thể cân nhắc nè. Ở rễ la gia, một bước lên trời đó. Phương Tri Hành hơi im lặng đáp, hội võ thanh hà, toàn bộ thanh niên tài tuấn 30 tuổi trở xuống đều có thể báo danh tham gia, có thể nói là quần anh tập trung, đương nhiên cũng bao gồm đệ tử môn Việt trẻ tuổi. Nếu như tao tham gia và đạt được một trong ba vị trí đầu, tất nhiên tao phải đánh bại một ít đệ tử môn Việt, thậm chí phải dốc hết sức lực để ứng phó, bại lộ tất cả con bài chưa lật. Tế cẩu vừa nghe thấy lời này là biết rõ Phương Tri Hành không có hứng thú với hội võ Thanh Hà cho lắm nghĩ lại thì thấy cũng đúng nếu không có gì bất ngờ thì phương tri hành sẽ nhanh chóng tăng lên tam cầm cảnh chậm thì mấy tháng nhanh thì trong vòng một tháng hơn nữa lấy quyền thế địa vị bây giờ của cậu hầu như có thể xuôi gió xuôi nước thăng cấp đến tứ cầm cảnh sau khi đạt được tứ cầm cảnh viên mãn rồi thì sẽ đụng phải một vấn đề không tài nào tránh né nổi công pháp ở trong mật thất của đúc binh đường không có công pháp hệ bạo hổ nào hết điều này có nghĩa Phương Tri Hành sẽ phải đòi hỏi với tổng bộ Thiết Sơn Môn. Thế nhưng cao tầng của Thiết Sơn Môn có phải người ngu đâu, bọn họ sẽ đưa công pháp hệ bạo hổ cho Phương Tri Hành với điều kiện gì đây? Tế cẩu suy xét, mày có từng nghĩ đến, chờ tu vi của mày tăng lên tới tứ cầm cảnh viên mãn rồi, thực lực của mày sẽ bị công khai không? Phương Tri Hành than thở, tao đã sớm nghĩ đến việc đó rồi. Bây giờ tao 19 tuổi, nếu trong vòng nửa năm tao tăng lên tới tứ cầm cảnh viên mãn thì sẽ bị mọi người coi là kỳ tài tu hành hoặc là một con quái vật chắc chắn sẽ đưa tới sự quan tâm rất lớn tế cẩu bèn nói đúng rồi nhưng mày không có lựa chọn nào khác mày chỉ có thể công khai toàn bộ tu vi chứng minh thực lực của mình người khác mới cho phép mày quan sát công pháp hệ bạo hổ không phải sao phương tri hành hơi im lặng than thở tao không thể cứ công khai như vậy được quá khả nghi nguy hiểm quá lớn. Tế cậu nhức đầu nói, vậy phải làm sao bây giờ? Công pháp là cơ mật quan trọng của môn việc thế gia, mày phải thông qua cách thu hoạch bình thường hoặc là trực tiếp chém giết, không con đường thứ ba nào cả. Phương Tri Hành mỉm cười đáp, đoạt, là lựa chọn thứ hai của ta. Còn lựa chọn thứ nhất là rời khỏi quận Thanh Hà. Rời khỏi. Tế cậu chớp mắt, nó lại chưa bao giờ nghĩ đến con đường này. Phương Tri Hành cười nói, nếu như tao đạt đến tứ cầm cảnh viên mãn thì thực lực sẽ tương đương với trưởng lão thậm chí là phó môn chủ của thiết sơn môn. Không dám nói đi ngang, ít nhất tao có đầy đủ sức tự vệ. Trời đất bao la, chạy đi đâu không được chứ. Tế cẩu bừng tỉnh, tặc lưỡi nói, như vậy cũng được, rời khỏi quận Thanh Hà, đi một nơi nào đó không có ai quen biết mày bắt đầu từ số không. Một người một chó giao lưu tâm thần. Ánh mắt tố nương chớp động, hiếu kỳ hỏi, phương thống lĩnh ngài không muốn tham gia hội võ thanh hà à phương tri hành lắc đầu cười thản nhiên nói ta là một người an phận thủ thường không thích vô giúp vui tố nương sáng tỏ trút vào trong lòng phương tri hành phương tri hành mỉm cười cởi đai lưng và nhẹ nhàng đè đầu cô xuống bóng đêm dần sâu trong thư phòng ông dục văn ôm tay đứng thẳng một bên la bội vân ngồi trên ghế tay phải cầm một tờ giấy tay trái đặt lên trên tay vịn ngón tay không ngừng gõ gõ sau một hồi lâu la bội vân buông tờ giấy xuống thản nhiên nói đúng là phương thống lĩnh tiêu xài rất lớn nhỉ ông dục văn bèn nói lão gia minh giám lấy thu nhập của phương thống lĩnh đến xem trừ phi hắn vay mượn rất nhiều tiền bằng không thì hắn rất khó có thể làm được thu chi cân bằng vay tiền à la bội vân nhướng mày lên trầm ngâm nói không giống như vay tiền cũng không giống như thu hối lộ nói đoạn ông ta đột nhiên bật cười tấm tắc nói xem ra vị phương thống lĩnh này của chúng ta có phương pháp kiếm tiền riêng của mình đây mà hàm hương lâu phố bình an đêm đã khuya bầu trời dần dần trời u ám từng cơn gió thổi qua phố bình an càng thổi càng lớn đến sau nửa đêm con phố náo nhiệt này mới dần dần yên ắng người đi trên đường từ từ thư thớt một người đội đấu bồng mặc đồ đen đi tới cuối phố bình an người này đi thẳng đến góc đường, đặt một bầu rượu lên trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, một bàn tay bẩn thiểu thò ra ngoài từ trong bóng tối, bắt lấy bầu rượu. Ào ào, tay bẩn dơ bầu rượu lên rót liền tù tì, giống như sợ đối phương sẽ đoạt loại bầu rượu vậy. Qua hồi lâu, người đưa rượu mở miệng nói với tiếng nói trầm thấp, ta biết ngươi rất thích tố nương, ta cũng hiểu rõ cơn đơn đau đớn yêu vô cùng mà lại không có được đó. Tay bẩn chậm rãi bò ra, để lộ một khuôn mặt càng bẩn hơn hàm hồ hỏi ngươi là ai tại sao ngươi muốn nhắc tới tố nương người đưa rượu trả lời ngươi biết đêm nay tố nương sẽ ngủ với ai không phương tri hành bây giờ hắn là tân sủng của tố nương bình thường bọn họ ở cùng nhau triền miên với nhau nữ nhân ngươi tâm tâm niệm niệm vẫn bị nam nhân khác đè dưới thân ngươi tâm miệng mặt bẩn nổi giận tâm trạng kích động thống khổ la lên đừng có nhắc tới cô ta, ta không muốn biết bất cứ chuyện gì của cô ta cả. Người đưa rượu tiếp tục nói, ngươi yêu tố nương như vậy, ngươi nâng đỡ cô ta nổi tiếng, nhưng cô ta lại từ bỏ ngươi sau khi thành danh. Ha ha, cũng đúng thôi, chuyện đầu tiên kẻ mù làm sau khi khôi phục thị lực chính là ném xuống quải trượng trên tay kia mà. Mặt bẩn tức giận đến cả người phát trung, quát ầm lên, tại sao ngươi phải giày vò ta như vậy chứ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Người đưa rượu móc một chiếc túi giấy dầu ra khỏi lòng và bỏ trên mặt đất. Trong túi giấy dầu tản ra mùi tanh nồng nặc. Ta muốn đưa cho ngươi một cơ hội trả thù. Người đưa rượu chỉ vào túi giấy dầu, trong túi có một miếng thịt, ngươi ăn sống nó là có thể thu được sức mạnh vô cùng vô tận. Đến lúc đó, ngươi có thể giết chết Phương Tri Hành, đoạt lại tố nương của ngươi, từ đó ngươi và nàng có thể ở bên cạnh nhau vĩnh viễn. Người đưa rượu nói xong thì đứng lên xoay người rời khỏi nhanh chóng biến mất ở đầu phố lạnh tanh mặt bẩn nhìn túi giấy dầu trên mặt đất hồi lâu sau vẫn không có động tác nào sáng sớm hôm sau trời âm u có mưa loạt soạt phương tri hành ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh ngồi dậy đưa mắt nhìn tố nương bên cạnh biểu cảm trên mặt đặc biệt thỏa mãn cậu duỗi người một cái rời giường mặc quần áo đi đến trước cửa sổ và mở nó ra chỉ một thoáng màn mưa bên ngoài kéo theo mùi trong lành ẩm ướt ập vào mặt Mưa hay biết thời tiết Sau khi cơn mưa xuân này đổ xuống Vạn vật sống lại, trăm hoa đua nở Một mùa xuân xinh đẹp sắp đến Phương Tri Hành dơ chân đá tỉnh Tế cậu còn đang khò khò ngủ say Đi ra ngoài Tế cậu ngáp một cái Không khỏi phàn nàng nói Bên ngoài đang còn mưa mà, mày gấp cái gì thế Phương Tri Hành trả lời Mày quên rồi à Hôm nay chúng ta phải chạy đến cấm khu đom đóng đấy Tế cậu tức khắc nhớ ra điều kiện một yêu cầu Phương Tri Hành săn giết một con dị thú loài rắn cấp 3. Đây là nhiệm vụ cứng, Phương Tri Hành dùng tiền cũng không mua được, chỉ có thể tự đi hoàn thành. Cậu đi xuống lầu, đi qua đại sảnh. Phương Tri Hành đứng ở trước cửa lớn, đưa mắt nhìn lại. Bên ngoài mưa to rào rào che khuất bầu trời. Trên đường phố toàn là nước động. Dưới mái hiên ngoài cửa lớn, một người co ro trong góc phòng. Phương Tri Hành liếc mắt, nhất thời nhận ra ngay lại là gian hàng lâm kia. Lúc này gã càng thê thảm hơn, dơ bẩn thì không nói, quần áo rách nát dơ giấy, vẫn còn đi chân trần. Một gã sai vặt đi tới, cười nói, Phương thống lĩnh, ngài cần xe ngựa không ạ? À? Phương tri hành móc một ít tiền thưởng ra đưa cho hắn, gật đầu nói, kêu một chiếc đến đây đi, ngoài ra cũng dắt ngựa của ta đến luôn. Đến ngay. Gã sai vặt vui mừng nhận tiền thưởng, bật chiếc ô giấy dầu chạy ra ngoài dưới màn mưa. Phương Tri Hành kiên nhẫn chờ. Bỗng nhiên, cậu nhận thấy có một ánh mắt đang ngó chừng cậu. Cậu ngước lên, không phải ai người khác, chính là tên Giang Hàng Lâm kia. Gã nhìn chồng chọc vào Phương Tri Hành, vẻ mặt chết lặng sống không còn gì luyến tiếc. Phương Tri Hành khẽ nhíu mày, nhận thấy bên trong con mắt đục ngầu của Giang Hàng Lâm mơ hồ lộ ra ý oán hận. Nhưng Giang Hàng Lâm nhanh chóng quay đầu đi, nhìn về phía một người đi đường, trong mắt vẫn tràn ngập cái loại thù hận u ám lạnh lẽo cái loại oán niệm sâu không thấy đấy hình như cái tên này nhìn ai cũng thấy khó chịu cả người chán chường tới cực điểm thực sự không còn muốn sống nữa phương tri hành thu hồi ánh mắt không để ý quá nhiều chỉ chờ thêm khoảng nửa khắc một chiếc xe ngựa lái tới dừng ở bên ngoài cửa lớn gã sai vặt che dù qua đây cười nói phương thống lĩnh mời ngài lên xe phương tri hành lên xe ngựa tế cẩu cũng nhảy lên. Giá! Sa phu vung roi quất phục một cái, con ngựa lập tức kéo xe, cộp 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 đi về phía trước. Đột nhiên Giang Hàng Lâm đứng lên, ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt gã sai vặt kia. Ui da, ngươi làm gì thế, dạ ta hết hồn rồi. Gã sai vặt đang nhìn theo xe ngựa rời đi, Giang Hàng Lâm bất thình lình xông tới đúng là có chút dọa người thật. Giang Hàng Lâm trừng to mắt, tức giận hỏi, cái người ban nãy chính là Phương Tri Hành, đúng không? Gã sai vặt nhìn Giang Hàng Lâm đầy khinh thường, cười lạnh nói, đúng rồi đó, vị đại gia kia chính là thống lĩnh đại nhân đấy. Hai mắt Giang Hàng Lâm trợn tròn, nhìn chầm chầm vào chiếc xe ngựa đi xa, vẻ mặt âm trầm không gì sánh được. Gã sai vặt thấy thế, ha ha lạnh lùng chế dẻo, người ta không thù không oán với ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì? A à ta biết rồi, bây giờ phương thống lĩnh là tân hoang của tố nương, hàng đêm thị tẩm, ngươi nhìn người ta không vừa mắt chứ gì. Giang hàng lâm tức giận đến cả người phát trung, một phát bắt được áo của gã sai vặt gấp giọng nói, tố nương thực sự thị tẩm hắn à. Cút! Gã sai vặt hất tay giang hàng lâm ra rồi quăng hắn ngã lộn lên đường. Giang hàng lâm lăn hai vòng, cả người ngâm mình trong nước bùn. Phế vật, ngươi cho là ngươi là thứ gì? Gã sai vặt cười khẩy, vất tay rời đi. Giang hàng lâm chậm rãi đứng lên, mất hồn mất vía, đi tới góc tường ngồi xuống. Không lâu sau, cả móc túi giấy dầu kia ra khỏi ngực. Xe ngựa dừng lại bên ngoài nha môn. Phương Tri hành xuống xe, ngẩng đầu thì nhìn thấy Đinh Chí Cương mang theo một đám nha dịch treo hoa đỏ, vải đỏ lên trên cửa chính. Phương Tri hành kinh ngạc hỏi, đại ca, mọi người đang làm gì thế? Đinh Chí Cương cười nói, lão đệ, đại công tử sắp về nhà thăm người thân rồi. Phương Tri Hành không khỏi nhớ mày lên. Đại nhi tử của La Bồi Vân, La Khắc Kỷ sắp trở về rồi, thiên phú tập võ của La Khắc Kỷ rất cao, một mực ở quận thành chuyên tâm tu hành, quanh năm không quay về nhà. Phương Tri Hành cảm giác có chút đột nhiên, bèn hỏi, chuyện khi nào vậy, sao không nghe thấy chút phong thanh nào thế? Đinh Chí Cương nhún vai nói, Ây, hành tung của đại công tử đương nhiên là bảo mật. Sáng nay ta cũng mới vừa nhận được thông báo thôi, rất đột nhiên ta sắp bận rộn chết đây phương tri hành hiểu rõ trong lòng nhất thời không còn gì để nói tế cậu thấy vậy ha ha dễu cợt nói xem đi cái này gọi là kế hoạch không cản nổi biến hóa mày càng muốn đi sớm một chút thì càng không đi được phương tri hành biểu môi cậu suy nghĩ một chút chợt đi đến võ đài không để ý trời mưa mà triệu tập toàn bộ bộ binh và cung binh chỉnh đốn kỷ luật đại công tử sắp về nhà tất cả mọi người xốc dậy tinh thần cho ta, lấy tinh thần diện mạo tốt nhất nên đón đại công tử trở về, hiểu chưa, phương tri hành ra lệnh. Hiểu. Mọi người rướng cổ, đều nhịp hô to. Trong lúc không biết, mưa rơi nhỏ dần. Ba người phương tri hành, Đinh Chí Cương, ông Ngọc Đông đội mưa đi đến cửa thành, kiển chân trong ngóng. Không lâu sau, một chiếc xe ngựa bình thường đi tới cửa thành. Sa Phu là một thanh niên áo trắng, trên đầu đội đấu lạp, bên hông treo đao. Hai mắt Phương Tri Hành hiếp lại, nói khẽ, vết bánh xe thật là nặng. Nghe vậy, Đinh Chí Cương đưa mắt nhìn kỹ, lúc này mới chú ý đến phía sau xe ngựa để lại hai hàng vết bánh sâu đậm. Tuy có nguyên nhân do trời mưa đường ướt nhưng trên quan đạo toàn là đá vụn đấy, tương đối cứng rắn. Trừ phi là xe nặng, nếu không thì không có khả năng đè ra vết bánh xe rõ ràng như thế. Trong lúc hai người kinh nghi, ông Ngọc Đông đột nhiên lao ra màn mưa, vui vẻ phất tay kêu lên ca thanh niên áo trắng ngẩng đầu cười ha ha nói đệ ta đã về rồi đinh chí cương thấy vậy bèn giới thiệu người kia là đại nhi tử của ôn quản gia ôn ngọc lâm phương tri hành hiểu rõ lập tức bước ra nghênh đón đinh chí cương nhắm mắt theo đuôi xe ngựa dừng lại trước cửa thành ti chức cung nên đại công tử vẻ mặt đám người phương tri hành nghiêm lại thi lễ bài bản cung kính miễn lễ trong xe truyền ra một giọng nói bình thản trong tiếng nói giống như có cảm giác ác bách vô cùng sung mãn màn xe vén lên một góc có một ánh mắt thấu ra ngoài cười nói ngọc đông đã lâu không gặp ông ngọc đông xúc động nói ngọc đông cũng rất nhớ đại công tử ừ mưa lớn về nhà trước rồi nói sau màn xe buông xuống quy áp đó cũng lập tức biến mất đám người phương tri hành không khỏi buông lỏng tâm thần Lúc này mới bắt đầu hô hấp không khí mới mẻ một lần nữa. Xe ngựa chậm rãi đi trước, tiến vào cửa thành. Mọi người lập tức đuổi kịp, theo xe ngựa một đường trở về nha huyện. Một lát sau, xe ngựa dừng lại trước cổng nha môn. Ôn Ngọc Lâm xuống xe trước, khoanh tay đứng ở một bên. Ngay sau đó, một bàn tay to vén màn xe lên, đầu xe trầm mạnh xuống. Trong nháy mắt sau đó, một thân hình cường tráng dị thường ra khỏi thùng xe. Đám người phương tri hành ngẩng đầu nhìn lên, toàn bộ đồng tử hơi co rút lại. Giờ khắc này, khuôn mặt của nam nhân đứng ở đầu xe trông vô cùng trẻ tuổi, còn phải trẻ hơn la khắc chiêu rất nhiều. Thân hình của hắn cao lớn vô cùng, đạt đến chiều cao kinh người hơn 2 m năm. Hắn mặc một bộ kình trang màu tím nhạt, trong cổ áo nơi ngực lộ ra một đoạn nhuyễn giáp màu bạc, bên hông dắt một thanh trường kiếm màu đen. Cả người cao to uy mãnh, bắp thịt cuồn cuộn, không ai bì nổi hắn bước xuống xe đầu xe vung mạnh lên trong nháy mắt này bánh xe đáng thương giống như là thả ra áp lực cực lớn vậy cao hơn hẳn một đoạn la khắc kỷ thản nhiên quét mắt nhìn mọi người đó là một loại nhìn xuống hờ hững tất cả mọi người cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt ấy lúc này la bồi vân mang theo đại phu nhân đi ra phụ thân nương trên mặt la khắc kỷ hiện lên nụ cười vui vẻ đi tới quỳ xuống dập đầu. Con ta mau dậy, đại phu nhân vui cười đỡ con trai đứng dậy. Chiều cao của bà chỉ đủ đến eo của La Khắc Kỷ, có vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. La Bồi Vân cười nói, Khắc Kỷ, trên đường vẫn thuận lợi chứ. La Khắc Kỷ gật đầu nói, coi như cũng được, trên đường chỉ gặp phải mấy tên tiểu mau tặc đều bị Ngọc Lâm giải quyết. Bình an là tốt rồi. Đại phu nhân siết chặt bàn tay của con trai, nào nào, đừng đứng ngoài dầm mưa nữa. Mọi người lập tức xoay người tiến vào đại sảnh trong nhà. Tiệc rượu đã bày xong từ lâu, đoàn người đều ngồi xuống, ăn ăn uống uống. Không bao lâu sau, Phương Tri Hành và Đinh Chí Cương đứng dậy bước qua mời rượu. La Bồi Vân giới thiệu, Đinh Tổng Bộ đầu con biết rồi nhỉ, vị này chính là thống lĩnh mới tới Phương Tri Hành. Phương Tri Hành dơ ly rượu lên, kính cẩn nói, ti chức bất tài, chúc đại công tử võ đạo hưng thịnh la khắc kỷ đánh giá phương tri hành thản nhiên gật đầu nói còn trẻ như vậy đã lên tới thống lĩnh xem ra thiên phú tập võ của ngươi khá tốt phương tri hành bèn nói ti chức không dám nhận ở trước mặt đại công tử ti chức chẳng qua chỉ là một bãi bùng nhão mà thôi không đáng để ý la khắc kỷ cười ha ha nói bùng nhão có thể trét tường mới là bùng nhão tốt phương tri hành nghiêm túc trả lời ti chức nhất định cố gắng trở thành bùng nhão tốt nhất ha 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 thú vị la khắc kỷ bị chọc cười nói thẳng phụ thân ngài tìm được tên định hót này từ chỗ nào thế la bồi vân cười nói duyên phận mà thôi hắn không chỉ biết định hót năng lực cũng rất xuất chúng ít nhất đến bây giờ chưa làm sai một chuyện nào la khắc kỷ nhìn phương tri hành thêm một cái tiệc đón gió tiếp tục kéo dài hơn 2 giờ mới kết thúc đoàn người phương tri hành tản ra lão đệ đi chúng ta hàng huyên vài câu. Đinh Chí Cương gọi lại Phương Tri Hành, hai người cùng đi nha sở thông phán. Phương Tri Hành cũng đang muốn tìm hắn tâm sự. Hai người ngồi xuống, Đinh Chí Cương than thở, Đại Công Tử đã trở về, sau đó chúng ta phải cẩn thận một chút. Đại Công Tử văn võ toàn tài, tâm tư sâu không lường được, không phải nhị công tử có thể so sánh. Phương Tri Hành không khỏi hỏi, trước đây Huynh từng hầu hạ Đại Công Tử rồi à? Đinh Chí Cương lắc đầu nói, đại công tử đi quận thành từ rất lâu rồi. Lúc hắn ở chỗ này, ta vẫn còn chỉ là một đầu một bắt người, không có nhiều cơ hội được tiếp xúc với hắn. Có điều, thật ra ta nghe người ta từng nhắc đến nhiều lần rằng đại công tử vô cùng thông minh. Ở trước mặt hắn, nhất định đừng chơi trò vặt vảnh gì cả. Phương Tri Hành nhớ kỹ, cười nói, đâu dám chứ, chúng ta đối đãi theo bổn phận, thành thật làm việc, làm tròn trách nhiệm là được. Đinh Chí Cương đồng tình vô cùng. Đại công tử rời nhà nhiều năm bây giờ có tính cách thế nào, đoàn người còn chưa thăm dò rõ ràng, phải khiêm tốn một chút, miễn cho đụng phải hắn. Trong phòng, La Khắc Kỷ ngồi xuống. Ôn Ngọc Lâm đứng ở một bên, hai tay khoanh trước ngực. Ôn Ngọc Đông khoanh tay đứng, cục mắt ngoan ngoan. Lúc này La Khắc Kỷ mở miệng nói, nói đi, rốt cuộc nhị đệ không có thành tích gì kia của ta là chết như thế nào ông ngọc đông kể lại rất tỉ mỉ không để lọt bất kỳ một chi tiết nào ha 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 sau khi nghe xong la khắc kỷ không nhịn được bật cười ha ha cười nhạo nói đồ phế vật la khắc chiêu này không ngờ lại chết nghẹn khuất như thế bị một tên phản tặc giết chết nữa chứ đúng là vô cùng nhục nhã mà ông ngọc đông buồn bã mím môi hắn biết la khắc kỷ và la khắc chiêu không phải cùng một mẹ sinh ra quan hệ huynh đệ từ nhỏ đã nhạt nhẽo a à, xin lỗi la khắc kỷ ngừng lại cười nói ta đã quên ngươi và lão nhị làm bạn từ nhỏ tình cảm vô cùng tốt nó đã chết chắc chắn ngươi sẽ đau lòng vô cùng hai mắt ôn ngọc đông ướt át bi thống nói là ta vô năng không thể bảo vệ tốt nhị công tử dáng vẻ la khắc kỷ không sao cả cười nhạt nói không thể trách ngươi được nếu đệ tử môn phiệt quá yếu thì cũng có thể bị người khác dễ dàng giết chết thôi một người một chó trở về biệt viện. Phương Tri Hành chậm rãi tiến vào trong phòng của mình, ngồi xuống, lông mày cau thật chặt trầm tư suy nghĩ. Thân hình tràn đầy cảm giác áp bách sâu sắc đó của La Khắc Kỷ cứ hiện lên trong đầu hắn, không ném đi được. Trực giác nói cho Phương Tri Hành, La Khắc Kỷ là kẻ mạnh nhất trong số những người cậu từng gặp mặt, không ai sánh bằng. Qua hồi lâu, cậu truyền âm đến, tế cậu, mày có ngửi thấy gì không? Tế cậu hơi im lặng, nghiêm túc trả lời, nói thật, huyết nhục của la khắc kỷ quá mạnh mẽ, khiến tao có chút sợ hãi. Sợ á? Vừa nghe thấy lời này, Phương Tri Hành lập tức choáng váng. Cậu kinh ngạc nói, ngươi ngửi mùi của võ giả, không phải đều là mùi thơm nước mũi, khiến mày chảy nước miếng à? Tế cậu chật một tiếng, tặc lưỡi nói, la khắc kỷ thì khác. Hắn giống như là một con mảnh thú, đẳng cấp hơn ta quá nhiều, chính là cái kiểu nằm trên tốt của chuỗi thức ăn ấy. Tao vừa mới ngửi mùi trên người hắn, toàn thân đã không khống chế được mà run lập cập. Sợ hãi theo bản năng. Trong lòng Phương Tri Hành không khỏi nghiêm nghị, suy đoán, La Khắc Kỷ có thể là tứ cầm cảnh thậm chí ngủ cầm cảnh, so với cha hắn La Bồi Vân thì càng mạnh hơn. Trò giỏi hơn thầy, hậu sanh khả úy. Tế cẩu cũng tấm tắc sợ hãi thang, không hổ là đệ tử môn Việt, cả nhà cường giả, tùy tiện kéo một người ra là có thể hùng bá một phương đảo mắt đến chạng vạn phương tri hành khiêm tốn làm việc vẫn luôn ở trong nha môn không đi ra ngoài chơi gái đúng lúc này một gã sai vặt đột nhiên chạy tới nhìn thấy phương tri hành thì bẩm báo nói phương thống lĩnh đại công tử gọi ngài qua đó đại công tử phương tri hành hít sâu một hơi chợt giữ vững tinh thần đi vào phòng của la khắc kỷ ti chức bái kiến đại công tử trên mặt Phương Tri Hành là nụ cười tươi vô cùng chân thành, không có có bất kỳ dấu vết làm bộ nào. Miễn lễ. La Khắc Kỷ vẫn mặc bộ kình trang màu tím nhạt đó, có điều tóc của hắn ướt nhẹp, tản ra, có vẻ mới tắm xong. Một thị nữ trẻ tuổi đang chải tóc cho hắn. Ngoài thị nữ này ra, hai đứa con trai của Ôn quản gia cũng có mặt Phương Tri Hành nghiêng đầu nhìn Ôn Ngọc Đông, cảm giác sắc mặt thằng nhãi này kiêu căng, không coi ai ra gì hình như hắn đã ôm được bắt đùi của la khắc kỷ có chủ tử mới rồi la khắc kỷ thản nhiên ngồi biết nhìn phương tri hành không nhanh không chậm mở miệng nói ta nghe nói ngươi đặc biệt thích ra vào nơi phòng nguyệt à phương tri hành đầu tiên là ngẩn ra sau đó cúi đầu nghiêm mặt nói không dám lừa gạt đại công tử ti chức đúng là thích làm vậy tốt ta thích người thẳng thắn la khắc chiêu mỉm cười như thế này ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi một chút A, à, ngươi cũng muốn đi dạo kỹ viện à? Phương Tri hành không chần chờ chút nào, bày ra dáng vẻ mừng rỡ vô cùng phấn chấn nói: ti chức tuân lệnh. Chỉ chốc lát, thị nữ vấn tóc cho hắn xong, La Khắc Kỹ ngồi xuống trước gương nhìn, bỗng nhiên nhíu mày, chỉ vào Thái Dương bên trái nói: Nơi này có một sợi tóc, ngươi không búi nó lên. Thị nữ sợ hãi cực kỳ, vội vàng tiến lên khẩn trương nói: Nô tỳ đáng chết, để nô tỳ giúp ngài chải tóc một lần nữa không cần. Vẻ mặt la khắc kỹ bình thản, vất tay hờ hững nói, để người khác đến chải đầu cho ta đi. Sau đó, hắn liếc nhìn thị nữ kia hỏi, ánh mắt của ngươi không tốt, hay là tay hết khéo léo rồi? Cái này, cái này. Thị nữ nghệt mặt ra, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Ông Ngọc Lâm lạnh lùng quát, đại công tử đang hỏi ngươi đó. Thân thể mềm mại của thị nữ rung lên, quỳ xuống, dập đầu trả lời, ánh mắt của nô tỳ không có vấn đề, chính là tay có chút vụng về. Nô tỳ biết sai rồi, xin đại công tử trách phạt. Khóe miệng la khắc kỹ hơi cong lên, cười nói, thật biết điều. Hắn nghiêng đầu nhìn Phương Tri Hành hỏi, ngươi không cảm thấy cô ta rất hài hước à? Phương Tri Hành thấy vậy, suy nghĩ lướt qua, thận trọng đáp, ti chức ngu dốt, xin đại công tử cho một ít nhắc nhở. La Khắc Kỷ cười nói, cô ta xin ta trừng phạt cô ta, Ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị à? Ngươi nói xem, tại sao một người sẽ xin người khác trừng phạt mình thế? Trong lòng Phương Tri Hành cạn lời, không hề dao động nói, cô ta là nô tỳ, làm ra chuyện sai lầm, tự nhiên phải bị phạt. Nói hay lắm. La Khắc kỹ gật đầu, tay cô ta có chút vụng về, ngươi giúp cô ta sửa lại đi. Phương Tri Hành nhìn thị nữ, thị nữ cũng nhìn Phương Tri Hành, vẻ mặt thấp thỏm lo âu không cách nào hình dung được. Phương Tri Hành đột nhiên bước đến, nắm tay phải của cô ta, nắm ngón tay cái bẻ một phát. Rắc, ngón cái của thị nữ kịch liệt cong lên. A! À, thị nữ hét thảm, nước mắt tức khắc tràn ra bờ mi. Phương Tri Hành lại nắm ngón trỏ của cô, bẻ gãy, ngón giữa, bẻ gãy, ngón áp út, bẻ gãy, ngón út, bẻ gãy, thị nữ đau đến gần như sắp ngất, nước mắt rơi như mưa. Nhưng như vậy vẫn chưa xong. Ngay sau đó, phương tri hành lại nắm tay trái của nàng đang muốn bẻ gãy được rồi la khắc kỷ hơi nhướng mày lên nhìn phương tri hành cười ha ha nói ngươi đúng thật là điên rồi đối xử với một cô nương như vậy cũng ác quá rồi đó ngươi không hiểu thương hương tiết ngọc hả phương tri hành cấp cốc cúi đầu nghiêm túc nói ti chức đáng chết la khắc kỷ cười nói được rồi ngươi mang cô ta xuống chữa thương đi vâng Phương Tri Hành không chút do dự, kéo tay thị nữ đi ra khỏi phòng, chính là có ý quả quyết, nghe lời, kêu làm gì thì làm cái đó. Đồng thời một thị nữ khác bị gọi đến, tiến vào gian phòng. Tế cẩu chờ ở bên ngoài theo sau, nhìn thị nữ khóc thúc thích kinh nghi nói, chuyện gì xảy ra vậy, tiếng kêu thảm thiết ban nãy là. Phương Tri Hành lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Tế cẩu khựng lại, trừng lớn mắt chó, nó vẫn chưa bao giờ nhìn thấy sắc mặt Phương Tri Hành âm trầm như vậy. Mày, tức giận à? Trong lòng tế cẩu chợt hẳn. Tuy nó không biết trong căn phòng kia đã xảy ra chuyện gì nhưng nó rất rõ ràng một việc, Phương Tri Hành tuyệt đối đã bị chọc giận. Chỉ một lát sau, Phương Tri Hành một thân một mình vòng trở lại. Lúc này, La Khắc Kỷ cũng chuẩn bị xong rồi, tóc của hắn đã được vấn hết lên, cực kỳ chỉnh tề, một tia không loạn. Đi thôi. La Khắc Kỷ cất bước ra khỏi cửa, huynh đệ ôn gia nhắm mắt theo đuôi. Phương Tri Hành ngoan ngoãn đi phía trước dẫn đường, dẫn ba người một đường đi tới phố Bình An. Nơi này là phố Bình An nhỉ, biến hóa lớn phết. La Khắc Kỷ nhìn quanh mình, trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm và hồi ức, cười nói, khi ta còn bé từng lén chạy qua con đường này chơi một lần, kết quả bị mẫu thân đánh mông đấy. Ông Ngọc Lâm cười nói, đánh là thân mắng là yêu, Đại phu nhân là vì tốt cho ngài thôi." La Khắc Kỷ chuyển hướng Phương Tri Hành hỏi, "Chúng ta đi nhà ai chơi?" Phương Tri Hành trả lời, "Cửa tiệm nổi tiếng lớn nhất nơi này là Hàm Hương lâu, bên trong có rất nhiều kỹ nghệ nhân am hiểu ca vũ." "Không biết đại công tử có cảm thấy hứng thú không?" "Ừ, đi chơi chút đi." La Khắc Kỷ khẽ gật đầu, tràn đầy phấn khởi. Đột nhiên, hắn cúi đầu liếc nhìn Tế Cẩu, nhướng mày nói: Liệp Lan này là ngươi nuôi à? Phương Tri Hành đáp, trước kia ti chức lớn lên ở trong núi. Lúc đi săn thú thì nhặt được một con thú con, tưởng nó là chó nên mang về nuôi. La Khắc Kỷ ư ừ hử, cười nói, cái thứ này tiện lắm, nuôi không thân, ta khuyên ngươi giết nó sớm chút thì tốt hơn. Phương Tri Hành buồn cười trong lòng, liếc nhìn tế cẩu đầy thâm ý, mẹ nó. Tế cẩu cạn lời đến cực điểm, đệt mở nó đây tuyệt đối là kỳ thị chủng tộc đoàn người đi tới hàm hương lâu. Vui cha, Phương thống lĩnh. Tú bà vẫn nhiệt tình ra đón giống như ngày thường. Phương tri hành vội vã tặng hắn một cái, nghiêm túc giới thiệu, vị này chính là đại công tử. Đại. Tú bà sợ hết hồn, vội vàng quay sang la khắc kỹ, trên mặt hiện lên nụ cười tươi như đóa hoa cúc. Bà ta cúi đầu không lưng, vén áo thi lễ nói, ta xin bái kiến đại công tử la khắc kỷ đánh giá hàm hương lâu hai tay chắp sau lưng thảnh thơi gật đầu nói trang hoàng chỗ này của ngươi không tệ lắm tú bà cười thanh khách nói nhờ hồng phúc của huyện lệnh đại nhân và đại công tử cả la khắc kỷ đột nhiên nói ngươi cười buồn nôn quá sau này đừng cười nữa tú bà giống như bị bóp họng nụ cười tươi cứng lại trên mặt bà ta cúi đầu nơm nớp lo sợ nói ta cẩn thận tuân theo phân phó của đại công tử sau này sẽ không tiếp tục cười nữa la khắc kỷ hỏi ở chỗ ngươi cô nương nào xinh đẹp nhất tú bà liền nói đương nhiên là hoa khôi tố nương rồi tố nương la khắc kỷ chần chờ hồi lâu bất thình lình hỏi cô ta vẫn còn sạch sẽ chứ tú bà ngượng ngùng cười lắc đầu nói tố nương bà ta còn chưa dứt lời một bạt tay đánh tới chắc tú bà bị đánh lão đảo một cái gương mặt nhanh chóng sưng đỏ lên Ông Ngọc Lâm thu tay về, lạnh lùng nói, ai cho phép ngươi cười hả? Nụ cười ghê tởm đó làm dơ mắt đại công tử đó, biết không? Tú bà sợ đến mặt cắt không còn chút máu, bịch bịch quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ nói, ta đáng chết, đáng chết. Ông Ngọc Lâm hừ một tiếng, phân phó, tìm một nữ nhân tư sắc tốt, tài nghệ cao, thân thể cũng sạch sẽ hầu hạ đại công tử. Dạ dạ. Giọng nói tú bà phát run, vội vàng rời đi. Phương Tri Hành đưa tay làm ra tư thế xin mời, cung kính nói, mời đại công tử đi lên lầu ba. La Khắc Kỷ cất bước lên lầu, thân thể cao to cường tráng khiến người ta ghé mắt. Đoàn người đi tới lầu ba, tiến vào phòng bao lớn thoải mái nhất. Căn phòng này trước giờ vốn thuộc về Tố Nương. Nhưng trước khác nay khác, Tú bà đã cho Tố Nương đi ra. Không bao lâu sau, Tú bà nghiêm mặt dẫn một cô nương trẻ tuổi rất đẹp tiến vào phòng bao lớn. Cô nương này còn chưa đến 18 tuổi, duyên dáng yêu kiều, toàn thân tản ra hơi thở ngọt ngào giống như quả đào mật vừa chín tới, vẫn còn mang theo ba phần non nớt. So sánh với tố nương, cô nương này từ dung mạo đến khí chất đều kém một đoạn. Dù sao tố nương cũng là hoa khôi, không dám nói trong một vạn không có một nhưng cũng là ngàm dặm chọn một. La khắc chiêu ngồi xuống, hơi nghiêng đầu quan sát cô nàng cẩn thận. Cô nương ôm tì bà nửa che mặt, có vài phần hàm súc và xấu hổ, làm người thương tiếc. Coi như cũng được đi, cô ta đi. Là khắc kỹ không có soi mói. Tú bà nghe vậy, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi giống như được đại xá. Phương Tri Hành và hai huynh đệ ôn gia cũng lập tức rời khỏi phòng bao lớn, canh giữ ở ngoài cửa. Rất nhanh, trong phòng truyền ra tiếng tỳ bà, đàn cũng không tệ lắm, đại huyền, dây đàn lớn, âm vang, tiểu huyền, dây đàn nhỏ, nỉ non. Phương thống lĩnh, ngươi không đứng đây trông coi, có hai huynh đệ bọn ta trôi là được rồi. Ngươi đi chơi phần của ngươi đi. Đột nhiên, ôn Ngọc Lâm cười nói một câu. Phương tri hành chớp mắt, chần chờ nói, chuyện này, không tốt lắm đâu, ngộ nhỡ đại công tử. Khóe miệng ôn Ngọc Lâm nhếch lên, cười như không cười nói, không có gì không tốt, ta cho ngươi đi, ngươi cứ làm theo là được rồi. Phương Tri Hành thấy vậy, không nói nhảm nữa, xoay người vào căn phòng cách vách. Tú bà cũng đi theo vào, bụng mặt tuổi thân cực kỳ, càng không ngừng thở dài thấp giọng nói, Phương thống lĩnh, để ta bảo tố nương đến tiếp đãi ngài đi. Phương Tri Hành gật đầu, nhắc nhở, bà nhìn kỹ chút, có việc lập tức tới gọi ta. Ừ, ta hiểu mà. Tú bà liên tục gật đầu, quả thực là coi Phương Tri Hành như người trong nhà. Không lâu sau đó, tố nương đi tới bên người phương tri hành trên mặt cũng có vài phần tuổi thân rõ ràng là cô không muốn nhường phòng bao lớn ra ngoài đó là địa bàn của cô tượng trưng cho địa vị của cô hiện tại cô chỉ cảm thấy như bị thất sủng vậy vị đại công tử kia tố nương nhịn không được mở miệng hỏi nhưng phương tri hành trực tiếp ra dấu cho cô đừng lên tiếng nghiêm túc lắc đầu với cô tố nương thấy vậy lập tức ngậm miệng lại chậm rãi rút vào trong lòng Phương Tri Hành. Thời gian từng giờ trôi qua. Trước cửa lớn hàm hương lâu, một bóng người giống như ăn mày cúi gầm đầu xuống, lung la lung lay đi đến cửa lớn. Quần áo gã tả tơi, cả người tanh tưởi, kẻ khác tránh không kịp. Tên chó gian hàng lâm này, ngươi còn dám tới à? Hai hộ vệ đứng canh trước cửa nhất thời nghiến răng nghiến lợi, nổi giận đùng đùng chặn đường đi của gian hàng lâm. Một hộ vệ trong đó trực tiếp dương tay tác đến bốt, hộ vệ rụt tay về, chỉ cảm thấy tay mình đau rát giống như đánh lên một tấm ván sắt. Giang hàng lâm ăn một cái tác, ngoại trừ tóc vung lên ra thì gần như là bất động. Phải thật, có phải ngươi đeo mặt nạ trên mặt không thế? Hộ vệ giận không chỗ phát tiết, vung nắm đấm nhắm thẳng lên mũi của giang hàng lâm. ầm, ừ, hộ vệ thu hồi nắm đấm, cánh tay cuộn lại, đau đến gào khóc, càng không ngừng phất tay. Giang hàng lâm vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, hai hộ vệ nhìn nhau một cái, kinh nghi bất định. Ngay sau đó, Giang Hàng Lâm bỗng nhiên giơ tay lên, nhéo cổ tên hộ vệ kia kéo hắn đến. Giang Hàng Lâm lập tức ngẩng đầu lên, miệng há mở, càng lúc càng lớn, khóe miệng xé rách đến tận bên tai. Miệng lớn dính máu, trăng nhọn trong miệng xếp thành từng hàng một, lan tràn đến chỗ sâu trong ít hầu. Phật Giang Hàng Lâm cắn lên cổ tên hộ vệ kia, máu tươi kịch liệt phun bắn ra một hộ vệ khác bị máu bắn tung tóe lên mặt, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt đúng hình. Toàn thân hắn cứng đờ đứng im tại chỗ, mắt mở trừng trừng nhìn Giang Hàng Lâm dơ hộ vệ kia lên bằng cả hai tay, sau đó nhét từng chút từng chút một vào trong cái miệng như vực sâu, nuốt chửng toàn bộ. Giang Hàng Lâm ăn trọn một người mà bụng cũng không phồng lên, sau đó lại thò tay vớt một tên hộ vệ khác. Cuối cùng tên hộ vệ kia cũng phục hồi tinh thần lại từ cơn bần thần, Cổ họng phát ra tiếng kêu thảm bén nhọn kinh khủng. A. À. Nhưng tiếng kêu thảm thiết im bặt dừng lại. Hắn cũng bị Giang hàng Lâm bắt lấy, thuần thục nuốt vào trong bụng. Làm sao vậy? Ai kêu to thế hả, có phiền không vậy? Người xung quanh đều quay đầu lại, nháy mắt sau, bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh Giang hàng Lâm ăn thịt người. Tình cảnh này quá mức trùng rợn, cả đám đều trợn to mắt, lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ bách tính bên trong huyện thành ngày nào cũng sống trong thế giới nhỏ của mình tin tức thiếu thốn phần lớn người thậm chí còn không biết thế giới này có loại quái vật là yêu ma tồn tại ngày này bách tính huyện thành khánh lâm rốt cuộc nhớ lại sự sợ hãi khi bị yêu ma khống chế đã từng ăn ăn người rồi tên ăn mày kia là ai hắn đang làm gì vậy chạy mau nhanh người trong đại sảnh dần rơi vào cảnh hỗn loạn đám người tranh nhau chen lấn bỏ chạy Thế nhưng, gian Hàng Lâm cứ đứng tại cửa chính, trong lúc nhất thời không ai dám xông ra. Có người trốn vào trong phòng, có người chạy lên lầu. Ai vô, đừng dẫm lên ta. Thứ hỗn sự kia, biết ta là ai không, còn không mau tránh đường. Người đông quá, người đẩy ta chen, rất nhanh xảy ra tình trạng dẫm đạp lên nhau, loạn thành một mớ. Cuối cùng, có một thanh niên to gan tựa sát vào vách tường muốn chạy ra ngoài. Nhưng Giang Hàng Lâm bỗng nhiên vươn tay, cánh tay của gã tức thì kéo dài ra khoảng 3 mét, lập tức tóm lấy cổ của thanh niên kia kéo lại và nhét vào trong miệng gã, nuốt còn nhanh hơn cả ăn mì. Á! À, cảnh này làm cho đám người kinh hãi la lên thất thanh. Dù là như thế, khách nhân của tầng 2 và tầng 3 vẫn đang chơi đùa vui vẻ như cũ, muốn ngừng mà không được, hoàn toàn không phát giác ra mối nguy hiểm sắp ập đến. Cũng bởi vì, đại sảnh hàm hương lâu vốn dĩ là nơi ồn ào nhất. Mọi người đã sớm quen với bầu không khí ầm ĩ này. Cho đến khi có người vội vã chạy lên lầu, la to. Hả, sao vậy? Ông Ngọc Lâm nhướng mày, phát hiện liên tục có người chạy lên lầu ba, ai nấy đều có vẻ hoảng hốt. Ca, ta đi xem một chút. Ông Ngọc Đông cầm theo đao, bước nhanh. Hắn chặn một người lại hỏi, phía dưới xảy ra chuyện gì vậy? Người kia lạc cả giọng, ăn người rồi, có tên ăn mày đang ăn người. Ông Ngọc Đông lập tức thay đổi sắc mặt, vội đưa đầu nhìn xuống. Cảnh tượng thật khó tin, có một tên ăn mày trong đại sảnh, gã bắt người bỏ vào trong miệng, một ngoạm là một người. Tráng ông Ngọc Đông nổi gân xanh, quay người chạy đến trước mặt ông Ngọc Lâm, gấp gáp nói, ca, xảy ra chuyện lớn rồi, có một yêu ma xông vào đại sảnh. Cái gì, yêu ma? Ông Ngọc Lâm khựng lại, ngạc nhiên nói để chắc chứ yêu ma bình thường không dám vào trong thành săn mồi đâu ôm ngọc đông vội đến mức dậm chân la lên đúng là yêu ma mà gã đang ăn người ngay trong đại sảnh kìa lời này vừa nói ra tế cẩu đang ngủ gật ngoài hành lang bỗng ngẩn phát đầu lên vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc vội truyền âm thông báo cho phương tri hành rất nhanh tiếng cọt két vang lên phương tri hành mở cửa phòng nhô đầu ra quan sát đúng lúc này cậu nhìn thấy hai huynh đệ ôn gia đẩy cánh cửa phòng riêng và bước ra thật nhanh. Thấy cảnh này. Phương Tri Hành hơi chần chừ, vừa đưa chân ra lại thu về, đóng cửa. Tế cậu đi vào theo, ngẩng đầu nhìn Phương Tri Hành, kinh ngạc hỏi, mày không ra ngoài xem tình hình à? Ánh mắt Phương Tri Hành lóe lên, hỏi lại, là khắc kỷ vừa hiện thân thì lập tức có yêu ma xuất hiện, mày có cho rằng đây là sự trùng hợp không? Tế cậu chớp mắt, kinh ngạc nói, Ý mày là con yêu ma kia nhắm tới la khắc kỹ ư? Mười phần chắc tám chín phần là ý này. Phương Tri Hành gật đầu, nét mặt thay đổi liên tục, không phải vội, chúng ta cứ quan sát trước đã rồi tính tiếp. Tế cẩu miễn cười, nói, mày cứ nấp kỹ vào, tao tạo một phân thân ra ngoài xem thử. Tế cẩu thò đầu qua khe cửa, giáo giác nhìn quanh, xác nhận mọi người đều lo thân mình còn chưa xong, nó liền tạo ra một ảnh phân thân. Gần như cùng lúc, một bàn tay to lớn bỗng xuất hiện và nắm lấy hàng rào trắng tầng 3. Tiếp đó, bàn tay to đột nhiên dùng sức, một bóng người từ phía dưới nhảy lên, đáp xuống hành lang gương, ngươi. Mấy vị khách trên hành lang sợ mất mật, hốt hoảng lùi lại. Tóc giang hàng lâm rũ rượi che hết mặt, không ai có thể thấy được biểu cảm trên mặt gã. Chỉ thấy gã giang hai cánh tay, ông chặt mấy người rồi kéo lại trước mặt mình. Sau đó lại há miệng thật to, nuốt chửng sạch sẽ cảnh tượng quá tàn bạo, ảnh phân thân vừa nhìn thấy lông tơ tức thì dựng hết lên, nó không thèm nghĩ nhiều, trực tiếp giải thể bản thân và biến mất. Giang hàng lâm bước về phía phòng riêng, nhấc chân đạp bay cánh cửa. Tố! Nương! Một giọng nói không phải tiếng con người truyền ra, âm thanh sắc bén chói tai như thể xuyên thủng màn nhĩ của con người. Trong phòng, tố nương che hai lỗ tai, vẻ mặt hoảng sợ. Cô nhìn sang phương tri hành, muốn hỏi cậu bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, ai đang gọi cô, nhưng Phương Tri Hành lại ra hiệu cô chớ lên tiếng. Sau một khắc, Giang Hàng Lâm dơ chân đạp cửa phòng riêng và bước vào. Yêu ma to gan. Một tiếng quát chói tai lập tức vang lên. Ngay sau đó, trong phòng truyền ra tiếng đánh nhau kịch liệt. Trầm, cả hàm hương lâu đột nhiên lắc lư dữ dội. Phương Tri Hành ngẩng đầu, cho bụi rơi rào rào, xà nhà hơi nghiêng, nóc nhà nhanh chóng rời ra sắp sụp rồi. Phương Tri Hành thấy thế, ông tế cậu và tố nương nhảy ra ngoài cửa sổ. Cậu đáp xuống mái hiên lầu 2 rồi nhảy thêm lần nữa, phiêu phiêu đáp xuống đường cái, một hơi chạy xa cả trăm mét. Sau đó, cậu dừng bước, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Thì thấy một con quái vật khổng lồ đang đứng trên lầu 3 của hàm hương lâu. Quái vật kia cũng là loại khâu ghép, cao khoảng 10 mét, đứng thẳng trên hai chân. Nó mọc một cái đầu dê núi, đỉnh đầu có hai cái sừng dê chỉ lên trời, lông và tóc đều là màu xanh lá cây đậm. nửa thân trên là nữ nhân, bộ ngực cao cao liên tục chảy ra chất sữa màu ngà. nửa thân dưới là nam nhân, một con rắn dài với cánh tay thô vương ra giữa hai chân, múa máy điên cuồng giữa không trung. con yêu mà dê núi lông xanh này lật tung nóc nhà, đập vỡ hai vách tường. lầu ba trở thành lầu lộ thiên, toàn bộ hàm hương lâu liên tục nghiêng ngã, lắc lư sắp sập rất nhiều người điên cuồng chạy ra ngoài. Thế nhưng, ầm rầm rầm tất cả đều sụp đổ, một lát sau, cao lầu ba tầng không thể chống chịu nổi, trực tiếp đổ sụp xuống. Yêu ma đầu dê cũng ngã ngửa rơi theo, thân thể nện xuống đống đổ nát, một vòng khói đặc cuồn cuộn bốc lên. Ngay sau đó, một bóng người mạnh mẽ nhảy ra, rơi ầm xuống đất, chính là La Khắc Kỷ. La Khắc Kỷ không bị thương, nét mặt hơi thay đổi, mắt lóe lên tia lạnh lẽo, nhìn chầm chầm yêu ma đầu dê. Phương tri hành đảo mắt nhìn quanh, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, cộng với bụi mịt mù nổi lên khắp nơi, cậu không phát hiện ra bóng dáng của hai huynh đệ ôn gia. Tố nương Yêu ma đầu dê lồng cùng bò dậy, gầm rú, vẫy tay nổi lên gió lớn, thổi tan khói bụi mù mịt. La khắc kỷ đột nhiên hét lên, tố nương đang ở chỗ ta, ngươi đến đây đi. Yêu ma đầu dê bỗng nhìn sang, kích động nói, trả tố nương lại cho ta, cô ấy là của ta la khắc kỷ câu mày hỏi ngươi là ai ngươi và tố nương là gì của nhau ta ư yêu ma đầu dê nghiêm túc nói ta ta chính là ta la khắc kỷ lạnh lùng hừ một tiếng nhất thanh trường kiến lên cười khẩy sao đến tên của mình mà ngươi cũng không nhớ nổi à không ta là giang Hàng lâm bỗng nhiên yêu ma đầu dê quát ầm lên Lời này vừa nói ra, toàn bộ đám người đều nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin. Ai cũng biết tên Giang Hàng Lâm này và cực kỳ chán ghét thứ vô liêm sĩ, vô lại, nghèo kiết hủ lậu như gã, ngay cả đụng mặt cũng cảm thấy suối quẩy. Không nghĩ rằng. Giang Hàng Lâm, gã mất kiểm soát rồi. Phương Tri Hành trừng mắt, không khỏi nhìn sang bên cạnh. Bắt gặp thân thể mềm mại của tố nương rung lên, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể lão đảo, suýt chút ngất đi. Đúng, ta là Giang Hàng Lâm, ta đến tìm Tố Nương, ta muốn đưa nàng rời khỏi nơi này. Yêu ma đầu dê như thể khôi phục ký ức, gã ngồi sổng xuống, hai tay đào bới trên đống phế tích. Tố Nương, cô ở đâu? Mau ra đây, Giang Hàng Lâm ta tới cứu cô đây. Máu nhỏ giọt trong đống phế tích, thỉnh thoáng có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Giang Hàng Lâm giả mang moi ra. Trầm, ầm, đống gạch vụn xen lẫn từng bóng người tàn tạ bị giang hàng lâm móc ra ngoài, một trảo quẹt ngang, văng ra phía xa. Máu thịt văng tung tóe đột nhiên, một bóng dáng xông lên từ bên dưới đống gạch ngói vụn, vội vàng trốn về phía la khắc kỹ. Đấy chính là ôn Ngọc Lâm, trên vai gã còn vác một người khác. Người kia thương tích đầy mình, đầu rách máu chảy, hình như là ôn Ngọc Đông. Đại công tử, đệ đệ ta bị thương nặng. Ôn Ngọc Lâm chạy tới, mặt mũi lo lắng. La Khắc Kỷ không thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói, ngươi dẫn hắn rời khỏi đây trước đi. Vâng. Ôn Ngọc Lâm hít thật sâu, co cẳng phi nước đại. Đứng lại. Giang Hàng Lâm bỗng để mắt tới Ôn Ngọc Lâm, người trên vai ngươi là ai, có phải là tố nương của ta không? Ngươi trả tố nương lại cho ta. Gã vừa cất bước thì bàn tay to lớn hung hăng chụp tới. Ôn Ngọc Lâm quay đầu nhìn, quá sợ hãi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha